Ngày 1 tháng 10, Quốc hội Nhật Bản đã họp phiên bất thường và bầu Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do LDP Shigeru Ishiba làm Thủ tướng thứ 102 của nước này. Trước đó, vào sáng cùng ngày, nội các của Thủ tướng Fumio Kishida đã đồng loạt từ chức, mở đường cho Quốc hội Nhật Bản bầu chọn Thủ tướng mới. Kết quả cuộc bỏ phiếu diễn ra tại phiên họp toàn thể Hạ viện cho thấy ông Shigeru Ishiba nhận được 291 trong tổng số 461 phiếu hợp lệ tại Hạ viện. Kết quả bỏ phiếu tại Quốc hội Nhật Bản đã được dự báo trước, do LDP hiện là đảng cầm quyền và liên minh cầm quyền đang chiếm đa số ở cả hai viện. Trước đó, ông Ishiba đã tiến hành cải tổ ba lãnh đạo LDP và lên danh sách các thành viên nội các mới. Theo kế hoạch, sau khi được bầu làm thủ tướng, ông Ishiba sẽ có cuộc họp với các nhân vật chủ chốt trong liên minh cầm quyền, sau đó thành lập trụ sở nội các mới tại văn phòng thủ tướng. Chánh văn phòng nội các Yoshimasa Hayashi sẽ công bố danh sách các thành viên nội các. Trong danh sách dự kiến nội các mới gồm 19 bộ trưởng, chỉ có 2 người trong nội các cũ của Thủ tướng Kishida. Còn lại đều là nhân sự mới với 13 người lần đầu tiên vào nội các và 4 người từng kinh qua vị trí bộ trưởng trong chính phủ các nhiệm kỳ trước. Theo lịch trình, sau lễ nhậm chức Thủ tướng và nghi thức công nhận nội các được tổ chức vào chiều tối nay tại Hoàng Cung, ông Ishiba sẽ tham gia họp báo để trình bày các chính sách cơ bản về đối nội và đối ngoại trong nhiệm kỳ của mình.